quý vị và các bạn, cũng trong sáng ngày 16 tháng 9, giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tuần Hoa Sen 2017 đã tiếp tục diễn ra. Có lẽ với điều kiện đường đua thuận lợi cùng với việc các đội đua đã bảo vệ rất tốt cho những tay đua chủ lực nên đã không có sự xáo trộn nào sau chặng đua thứ 13. Chặng 13 có lộ trình từ Đà Lạt đi thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, dài 115 km. Trước chặng đua, ban tổ chức đã làm lễ xuất phát và trao giải cho các danh hiệu của chặng 12 với áo trắng cho tay đua Ngô Văn Phương, áo xanh cho Lê Văn Duẩn và áo vàng cho Jiong Giang. Bước vào chặng áp chót, tay đua Jiong Giang của Kureo Cycle đang có lợi thế trong cuộc đua giành áo vàng chung cuộc. Với khoảng cách chỉ 11 giây với đối thủ phía sau, Jiong Giang vẫn bảo vệ thành công chiếc áo vàng khi về đích trong nhóm đông cùng hai đối thủ Sagda Perez và Nguyễn Trường Tài. Tương tự như vậy, áo trắng vẫn thuộc về tay Ngô Văn Phương của đội Hà Nội. Điều này khiến chặng cuối vẫn còn nhiều điều để chờ đợi. Trong khi đó, tay đua Nguyễn Thành Tâm của Hàn Ngọc Trời đã có lần đầu tiên chiến thắng chặng ở giải năm nay khi cán đích trước Nguyễn Minh Luận và Phan Tuấn Vũ. Để có được những khoảnh khắc đẹp, giá trị và đầy chân thực trên mỗi cung đường đua, thì mỗi giải xe đạp luôn có sự đồng hành của những phóng viên ảnh. Và câu chuyện tác nghiệp của những phóng viên ảnh tại giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 cũng sẽ là những hình ảnh khép lại bản tin sức sống thể thao của chúng tôi ngày hôm nay. Để theo dõi lại bản tin và liên tục cập nhật những chuyển động đáng chú ý của thể thao Việt Nam, quý vị khán giả đừng quên truy cập vào website thetao.vtv.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Linh kỉnh đủ thứ thiết bị trên người, cùng túi to, túi bé. Có lẽ phóng viên ảnh là những người dễ nhận biết nhất ở các sự kiện. Giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen năm nay nhận được sự quan tâm đặc biệt của các phóng viên ảnh đến từ các cơ quan báo chí cùng đồng hành. Trong đó, rất nhiều phóng viên ảnh đã gắn bó với giải ngay từ năm đầu tiên tổ chức. Không giống như các anh chàng quay phim, những phóng viên ảnh thường sẽ sử dụng mô tô riêng để có thể chủ động trong việc lựa chọn bối cảnh, khung hình cũng như thời điểm để có những bức hình đẹp nhất. Có cái mà tôi sợ nhất là mưa. Trời nắng thì không sao, chúng ta chỉ có mệt thôi. Nhưng mà khi trời mưa thì khi chúng ta tác nghiệp trên đường, mà nhất là đi mô tô riêng, thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến máy móc. Cũng bởi lý do này, ngày hôm nay không biết bao nhiêu lần chúng tôi đã tụt lại sau đoàn đua, rồi lại vượt lên phía trước. Và khi đã chọn được vị trí chụp, thời gian tác nghiệp cũng chỉ diễn ra chớp nhoáng, với những thao tác gọn gàng cùng các mẹo xử lý tình huống nhanh nhạy, giống như anh chàng phóng viên muốn có một góc chụp cao như thế này. Trên đường đua, những cái kỹ năng của mình là mình phải trang bị là có thể là một chút xíu tài nghề lái xe, một chút xíu đầu óc phán đoán để khi mà mình gặp vận động viên bất ngờ tấn công qua khép lại cái đường chạy của mình thì mình phải biết cách xử lý sao nào để mình không cản trở vận động viên. Thế nhưng cũng có đôi lúc các phóng viên ảnh bỏ lỡ một vài khoảnh khắc nào đó và cảm thấy tiếc nuối. Nhưng chính những đam mê và đam mê bất tận đó của những phóng viên ảnh là một trong những yếu tố giúp cho vòng quay của giải xe đạp VTV Cúp Tôn Hoa Sen năm 2017 được lan tỏa xa hơn và rộng hơn.